tập chân ở đâu anh Giang ơi? Chào các bạn trở lại với Thứ Ba Kỹ Thuật và mình là Giang, huấn luyện viên Small Gym. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Kỹ Thuật Hoàn Hảo. Trong series này thì chúng ta sẽ phân tích kỹ thuật của một bài tập ở 3 cấp độ là người mới, trung cấp và nâng cao. Chúng ta sẽ đi từ các kỹ thuật cơ bản cho đến các lỗi sai thường gặp. Và đến cuối video mình sẽ chia sẻ cho các bạn những mẹo để tối ưu mức tạ của bài tập giúp cho phát triển cơ bắp một cách tốt nhất. Và bài tập hôm nay của chúng ta sẽ là một bài tập cho lưng. Có vẻ đã thất truyền do không tối ưu. Và mình đánh giá bài này là một bài tập khó. Nhưng mình tin chắc đây sẽ là nền tảng cho bộ lưng của rất nhiều nhà vô địch Mr. Olympia. Đó chính là barbell row. Cụ thể thì hôm nay mình sẽ phân tích kỹ thuật của những biến thể kéo row với thanh đòn mà không tựa ngực vào ghế. Và bật mí cho các bạn là có ít nhất 5 biến thể sẽ được nhắc đến trong video này. Và mình là Giang, huấn luyện viên Small Gym, bắt đầu thôi. Bài barbell row là một bài tập làm dày phần lưng nên là sẽ sử dụng các nhóm cơ lưng giữa, cụ thể là cơ cháp, cơ chám, vai sau để phát lực. Tùy vào độ rộng tay cầm và hướng di chuyển của cùi chỏ thì chúng ta có thể kích hoạt thêm cả cơ xô. Tham gia hỗ trợ còn có cẳng tay nhưng sẽ không phát lực nhiều bằng cơ lưng, chủ yếu là có nhiệm vụ là nắm giữ. Đó là về các nhóm cơ phát lực để kéo thanh đòn lên. Tuy nhiên là khi tập barbell row thì chúng ta còn phải vào vị trí gập người xuống, gây khá nhiều áp lực lên lưng dưới. Để giữ cho lưng dưới an toàn thì cơ thể còn phải kích hoạt thêm bộ ba là dựng sống, mông và đùi sau trong suốt quá trình tập. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kỹ thuật cơ bản. Trước khi bắt đầu thì chúng ta có điều kiện để tập bài barbell row là phải nắm vững kỹ thuật của bài Romanian deadlift. Nếu bạn nào chưa rõ thì có thể tham khảo lại trong video này. Trong level 1 và 2 thì mình sẽ hướng dẫn form tập barbell row để tập đều cả hai nhóm cơ là lưng giữa và xô, tức là form gập người khoảng 60 độ và có khép bánh tay. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ cầm thanh đòn với độ rộng hơn vai một chút, ưỡn ngực, xoay cánh tay ra ngoài để khớp vai và cùi chỏ vào vị trí. Sau đó chúng ta sẽ hít một hơi, gồng kho và hạ thanh đòn bằng chuyển động Romanian deadlift cho đến khi thanh đòn xuống thấp hơn đầu gối. Khi kéo lên thì ta sẽ nhắm thanh đòn chạm bụng, đồng thời là ưỡn ngực ép vào vai. Khi hạ tạ thì ta sẽ kiểm soát thay vì để tạ rơi tự do. Đến khi tạ xuống dưới đầu gối thì tính là một rep. Để lưng dưới ổn định hơn thì chúng ta có thể nén một hơi rồi thực hiện liên tục 3 đến 4 rep rồi đứng dậy lấy hơi. Sau đó là hạ tạ và tiếp tục kéo cho đến khi hết set. Với phong tập vừa rồi thì chúng ta sẽ có 5 lỗi sai phổ biến như sau. Lỗi số 1, dùng tay kéo thay cho lưng. Lỗi này xảy ra khi các bạn không ưỡn ngực và ép bả vai khi kéo nên là cơ lưng sẽ không phát lực hiệu quả. Và để hoàn thành động tác thì các cơ ở tay và cẳng tay sẽ phải phát lực thay cho lưng. Dựa vào các nguyên nhân ở trên thì để khắc phục chúng ta sẽ ưỡn ngực và ép bả vai khi kéo cho mình là ok. Và để dùng lưng nhiều hơn thì chúng ta sẽ nghĩ về việc là kéo cùi chỏ lên thay vì là cố gắng giữ thật chặt khiến cả cánh tay bị gồng cứng. Lỗi số 2, kéo liên tục không có khoảng nghỉ. Trong một set tập barbell row có khoảng 10 rep đổ lên thì nếu chúng ta kéo liên tục không nghỉ thì sẽ dẫn đến hiện tượng là bị mất form, cụ thể là cong lưng hoặc là mất biên độ ở những rep cuối khiến người bị dựng thẳng lên giống kiểu shrug. Tất nhiên là nếu bạn không bị mất form thì việc kéo liên tục như vậy không sao cả. Còn với những bạn mà gặp phải tình trạng như trên thì các bạn học cho mình cách là lấy hơi như sau. Đầu tiên khi lấy tạ ta sẽ lấy một hơi sâu và gồng kho, sau đó là hạ tạ và kéo liên tục 3 đến 4 cái. Trong lúc kéo lên thì ta có thể là nhả từng hơi ngắn. Kéo xong 4 rep ta sẽ đứng lên lấy hơi lại và gồng kho lại. Lúc này thì lưng dưới của chúng ta sẽ có khoảng nghỉ. Sau đó ta lại hạ tạ và kéo thêm 3 đến 4 cái nữa rồi đứng lên, lặp lại đến cho đến khi hết set tập. Như vậy thì một set 12 rep ta có thể chia thành 3 hoặc là 2 lần lấy hơi, mỗi lần kéo khoảng 4 đến 6 rep liền. Lưu ý là vì phải nín thở một hơi kéo liền nên là khi có dấu hiệu mà sắp không thể nén được nữa thì các bạn phải đứng lên luôn. Lỗi số 3, vị trí thanh đòn chạm người. Trong bài barbell row thì vị trí thanh đòn chạm người sẽ liên quan trực tiếp đến nhóm cơ được tác động. Tùy vào nhóm cơ muốn tập thì chúng ta sẽ điều chỉnh vị trí chạm thanh đòn như sau. Nếu thanh đòn chạm càng thấp về phía rốn thì cánh tay càng khép sát người
và cánh tay càng khép sát người thì càng tác động nhiều vào cơ sô. Và ngược lại, nếu thanh đòn chạm cao lên gần phía ngực thì cánh tay càng phải mở ra. Lúc này các nhóm cơ được tác động sẽ chuyển dần sang là lưng giữa và vai sau. Và đồng hành với thứ ba kỹ thuật là sách thứ ba Daget. Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu The Thinking Trainer. Đây là ấn phẩm đầu tiên tại Việt Nam tổng hợp các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực về fitness từ nhiều tạp chí uy tín chuyên môn trên thế giới. Với mỗi số tập san thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn đọc từ 8 đến 10 bài viết gồm những bài đánh giá nghiên cứu và bài viết chuyên môn về kiến thức liên quan đến tập luyện và dinh dưỡng, giúp bạn có thể tự học, tự update kiến thức chuyên môn mới nhất mà thế giới đang tiếp cận. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm này. Rất mong rằng là tập san thứ ba Daget sẽ trở thành người bạn đồng hành của bạn trong quá trình tập luyện. Lỗi số 4, tập mức tạ quá nặng. Nếu chọn mức tạ quá nặng cho bài barbell row thì chúng ta sẽ gặp phải một số hiện tượng như sau. Đầu tiên là dễ nhận thấy nhất sẽ là hiện tượng cong lưng dưới. Cái này sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương. Mình cũng nhắc đi nhắc lại nhiều trên kênh rồi. Lúc này để giữ lưng thẳng thì ta sẽ vô thức dựng người thẳng lên. Nên là bài tập sẽ chuyển từ barbell row thành shrug, nên là sẽ không tối ưu cho cơ sô và lưng giữa. Nếu lưng dưới của chúng ta đủ khỏe để hạ người thấp xuống thì lại có nguy cơ là thanh đòn không chạm được người, làm giảm biên độ của bài tập và không ép được hết bả vai. Lúc này để thanh đòn chạm được người thì sẽ bắt buộc phải dùng các nhóm cơ khác để lấy đà, gây mất sức và ảnh hưởng đến chất lượng của bài tập. Như vậy, để tránh tất cả các lỗi vừa rồi thì chúng ta sẽ cần chọn mức tạ sao cho khi tập thanh đòn phải hạ được qua đầu gối và kéo lên chạm người mà góc gập lưng không bị thay đổi quá nhiều. Ngoài ra khi tập mức tạ đúng thì chúng ta còn có thể cảm nhận được bả vai di chuyển nữa. Lỗi số 5, form tập quá cứng nhắc. Ngược lại với lỗi trước thì lỗi cuối này xảy ra khi chúng ta áp dụng một cách quá cứng nhắc các hướng dẫn kỹ thuật. Hậu quả là chuyển động sẽ không tự nhiên và mức tạ sử dụng cũng bị quá nhẹ. Barbell row sử dụng rất nhiều nhóm cơ lớn trên cơ thể nên là hoàn toàn chúng ta có thể tập tương đối nặng. Và để tập được tạ nặng thì chuyển động kéo của chúng ta phải mượt. Như vậy, thay vì giữ thân người cố định và chỉ di chuyển cánh tay thì ta sẽ chỉ ưu tiên giữ lưng thẳng và góc gập người cố định. Còn lại chân và hông có thể di chuyển nhẹ để là hỗ trợ làm mượt động tác. Nếu tập đúng thì ta sẽ thấy là việc phát lực kéo và ép bả vai dễ dàng hơn. Đồng thời là cuối set tập không bị mất sức do dùng đà quá nhiều. Level 3, kỹ thuật nâng cao. Ok, sau khi đã nắm được form tập cơ bản thì chúng ta sẽ chuyển sang một số lưu ý khi tập mức tạ nặng, cách sắp xếp bài tập vào chương trình tập và một số biến thể barbell row nâng cao hơn. Nhưng trước tiên thì mình muốn làm rõ với các bạn là tại sao chúng ta lại phải tập bài barbell row, dù theo lý thuyết thì nó có vẻ là không được tối ưu bằng các bài tập lưng với máy khác. Lý do khiến bài tập này không tối ưu cũng chính là ưu điểm đầu tiên, đó là phải sử dụng nhiều nhóm cơ để tập được mức tạ nặng. Khi tập với mức tạ nặng thì bắt buộc cơ thể sẽ phải huy động toàn bộ các nhóm cơ từ lưng giữa, xô, vai sau đến dựng sống để phát lực kéo. Từ đó kích thích phát triển nhiều nhóm cơ một lúc. Có thể trong khi tập bài này các bạn sẽ không cảm nhận được cơ rõ như các bài tập lưng với máy khác. Nhưng bài barbell row có một ưu điểm so với các bài tập khác, đó là khả năng quá tải cơ ở vị trí giãn. Cụ thể thì mức tạ của bài này lớn đến nỗi mà các cơ như lưng giữa và dựng sống của chúng ta vẫn phải chịu áp lực ở ngay trong tư thế nghỉ. Như vậy trong suốt set tập, cơ lưng của chúng ta phải chịu áp lực liên tục, khiến cơ bắt buộc phải phát triển để thích nghi. Có thể các bạn đang nghĩ là thế tại sao mà chúng ta không tập một biến thể nằm ra ghế kéo thanh đòn, như vậy thì vừa tập được mức tạ nặng vừa ít áp lực lên lưng dưới. Thì lúc này chúng ta sẽ tạm bỏ qua lý thuyết và suy nghĩ thực tế một chút. Bây giờ bạn đi tập vào giờ cao điểm, phòng thì đông mà thời gian tập lại có hạn. Lúc này bạn sẽ không muốn phải xếp hàng để tranh giành một cái ghế bên. Thì câu trả lời là không phải là tại sao không đổi biến thể, mà là chúng ta sẽ tận dụng tối đa những gì phòng tập có và phù hợp với quỹ thời gian tập luyện. Tóm lại, ưu điểm của bài này là tập được mức tạ nặng, setup đơn giản và ngầu. Các yếu tố này sẽ giúp ta theo đuổi được bài tập lâu dài, và set trong dài hạn thì đi tập đều mới là tối ưu. Ok, vậy muốn tập barbell row nặng thì điều kiện là chúng ta phải có lưng dưới khỏe. Chúng ta sẽ xây dựng sức mạnh nền tảng cho lưng dưới bằng cách tập một giai đoạn khoảng 4 đến 8 tuần, tập trung vào tăng sức mạnh cho các bài như là deadlift hoặc là squat, kết hợp với đó là tần suất deload cao. Cái này cũng giống như cách hải quân Mỹ phải trải qua tuần địa ngục để tăng sức mạnh tinh thần. Thì lưng dưới của bạn nếu muốn khỏe cũng phải trải qua 4 đến 8 tuần địa ngục. Có điều là ta sẽ deload thường xuyên để lưng dưới có thêm thời gian hồi phục. Sau khi đã có lưng dưới đủ khỏe, ta có thể tập barbell row với mức tạ nặng, cụ thể là mức tạ khoảng 90% mức tạ của band press. Lúc này chúng ta sẽ cần dùng đến một số phụ kiện cơ bản như là strap, quấn tay và đai lưng. Tiếp theo là về cách dùng đà. Như đã nói lúc trước thì việc dùng đà trong barbell row sẽ giúp chuyển động mượt hơn, tập được mức tạ nặng hơn và có thể giúp thoát chức tạ. Kỹ thuật dùng đà thì có thể chia làm 3 bước là nhún chân, kéo thanh đòn và hạ thanh đòn.
Để bắt đầu, ta sẽ nhún chân giống khi đạp leg press, chứ không phải là di chuyển hông giống Romanian deadlift. Nếu làm đúng thì khi quay ngang video bạn sẽ thấy là góc gập người không đổi. Sau khi đã nhún thì ta sẽ thấy thanh đòn nhẹ đi. Lúc này ta sẽ dùng tay kéo thanh đòn chạm bụng, đồng thời là ưỡn ngực ép bả vai. Ta có thể nghĩ về việc chúi ngực xuống chạm thanh đòn để giữ góc gập lưng và ép bả vai được tốt hơn. Sau đó ta sẽ hạ thanh đòn kiểm soát, đồng thời là ngồi nhẹ xuống để chân trùng, tạo điều kiện để nhún chân ở rep tiếp theo. Lưu ý là nếu không hạ tạ kiểm soát được thì chứng tỏ là mức tạ đang quá nặng. Đó là cách chúng ta dùng đà để kéo row nặng hơn mà hạn chế bị mất form. Nhưng nếu một ngày chẳng hạn bạn thấy chán biến thể barbell row truyền thống và muốn tập trung vào các nhóm cơ khác thì sao? Lúc này chúng ta sẽ có 5 biến thể thú vị hơn của barbell row cho các bạn tham khảo. Và đó là toàn bộ phân tích của Small Gym về kỹ thuật của bài barbell row. Để xếp bài này vào lịch tập thì các bạn cứ tránh cho mình những ngày có squat và deadlift. Và nhớ là mình sẽ phải có giai đoạn 4-8 tuần chuẩn bị cho lưng dưới đủ khỏe nếu muốn tập nặng. Mình biết là bài này kén người tập do liên quan đến lưng dưới, nhưng thực sự thì cơ thể của bạn có khả năng thích nghi tốt hơn những gì bạn tưởng tượng nhiều, miễn là bạn cho nó đủ thời gian để hồi phục. Vì thế nếu muốn một bài tập vừa đơn giản, vừa ngầu, vừa tăng tiến được lâu dài thì đừng ngại mà tập barbell row. Còn nếu bạn có nhu cầu đăng ký tập luyện online, offline hoặc mua sách chỉ dẫn về cơ bắp hoặc là tập sang thứ ba kỹ thuật thì có thể liên hệ qua fanpage Small Gym, Instagram small.gym hoặc đến trực tiếp hai cơ sở là số 10 Nguyễn Văn Ngọc, Ba Đình, Hà Nội và cơ sở số 2 là 101A3 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ thì bye bye. Yeah, let's see how you doing the pressure. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra.